Trung tâm giải quyết vấn đề tâm linh hôm nay là câu chuyện của một cô gái và người anh của mình. Anh trai cô ấy thích đi bới rác và nhặt đồ về để bán. Đột nhiên anh trai của cô ấy mất tích. Cô ấy đã tìm kiếm anh trai mình khắp nơi, bao gồm cả những khu vực mà anh trai cô ấy thích bới rác. Nhưng tìm mãi cũng không thấy. Sau đó thì phát hiện anh của mình đang ở trong một chiếc xe đang bốc cháy. Mọi người đều hoảng sợ, và điều khiến cho cô ấy và gia đình rất sốc đó là có một người đàn ông khác muốn lấy tiền bảo hiểm, nên đã dùng vật cứng đánh vào đầu anh của cô ấy. Sau đó đặt thi thể anh trai cô ấy vào xe để đốt nhằm tạo hiện trường giả, và báo với đơn vị bảo hiểm rằng mình đã chết để được lãnh tiền. Đây là một sự việc tưởng chừng như không thể xảy ra, phải nói là một phần triệu. Hiện giờ, cô Om vẫn tin rằng linh hồn anh mình vẫn chưa được siêu thoát. Cô ấy đã liên hệ tới chương trình và muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Đồng thời, cũng muốn biết hiện giờ linh hồn của anh mình đang ở đâu. Mời mọi người cùng gặp gỡ cô Om, cũng là cô gái trong câu chuyện tôi vừa kể. Chúng ta bắt đầu trò chuyện nào. Tôi xin phép hỏi nhé. Năm nay chị bao nhiêu tuổi và làm nghề gì? Năm nay tôi 36 tuổi. Làm nghề buôn bán ở tỉnh Jatburi. Ok, chị có thân thiết với anh của mình không? Cũng khá thân, vì mỗi ngày tôi đi bán hàng thì đều gặp và nói chuyện với anh ấy. Nhà anh ấy ở phía trước, nhà tôi ở phía sau. Anh của chị là người như thế nào? Anh ấy là người thích sống một mình, không thích qua lại với ai. Nếu là người lạ mặt thì anh ấy sẽ không nói chuyện. Trước đây anh ấy làm việc ở Bangkok, nhưng anh ấy từng bị người khác đánh vào đầu, nên anh ấy đã quay về nhà sống và trở thành một người không thích qua lại với ai. Đã xảy ra chuyện gì với anh của chị? Tại sao anh ấy lại mất tích? Nếu như anh ấy mất tích khoảng 1-2 ngày thì đó là chuyện bình thường. Nhưng lần đó thì anh ấy mất tích khá lâu, cho tới khoảng ngày 25-26 thì cháu tôi bắt đầu đi tìm. Cả nhà chia nhau ra đi tìm nhưng không thấy. Nên ngày 27 tôi đã đi báo cảnh sát. Tôi trình báo có người mất tích, đồng thời nhờ trưởng làng và hàng xóm cùng nhau đi tìm anh ấy, tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy, không có manh mối gì, chỉ có đồ đạc của anh ấy, còn người thì không thấy đâu. Tức là người thì mất tích hẳn. Vâng, tìm nhưng không thấy. Đúng vậy, có nằm mơ hay được báo gì không? Không có, chỉ có một nhóm người trong làng đi tìm và người thấy mùi lạ. Trưởng làng và hàng xóm cùng nhau đi tìm khắp nơi, lúc họ đang đứng ở chân đồi thì người thấy mùi lạ. Mặc dù mọi người ngửi thấy mùi lạ, nhưng tất cả đều khẳng định đó không phải là mùi rác. Bản thân tôi muốn biết đó là mùi gì. Tôi cũng không biết mùi của thi thể bị đốt là như thế nào. Nếu là mùi đồ đạc này kia bị cháy thì tôi nghĩ là tôi biết. Nhưng trường hợp này thì tôi không biết là mùi gì. Chỉ biết là nó rất thối. Sau khi cô Om và cảnh sát đi tìm anh Biên trong suốt nhiều ngày, cuối cùng thì phát hiện manh mối duy nhất giúp cảnh sát và cô Om tìm được thi thể của anh Biên, người đàn ông xấu số đã chết một cách đau đớn và để mặc cho thi thể bị lửa thiêu đốt trong một chiếc ô tô. Nhưng lý do gì mà người đàn ông vô hại này lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy? Hãy cùng theo dõi tiếp nhé! Hung thủ đã thú nhận như thế nào? Hung thủ khai là hắn ta đón anh tôi về nhà để ăn mì tôm. Sau khi ăn xong thì anh tôi bị co giật mà nằm ngửa dưới sàn. Hắn ta đã anh tôi ngất xỉu và lật người anh tôi lại, rồi dùng xà beng đánh anh tôi. Hắn đánh vào phần gáy của anh tôi. Tiếp đến thì hắn đưa anh tôi lên xe, ngồi ở ghế cạnh tài. Hắn ta là người lái xe, sau đó thì lái xe đụng vào một chiếc xe khác, rồi hắn chuyển anh tôi qua ngồi ở ghế tài xế và tiến hành đốt chiếc xe. Dựng hiện trường giả, đúng vậy. Động cơ gây án là gì? Hắn đang vướng vào một vụ án khác, đang chờ xét xử. Là hung thủ sao? Đúng vậy, tòa án sẽ phán quyết vào ngày 18 tháng 8. Đó là vụ án gì vậy? Cố tình giết người, đó là một người đánh cá. Báo đài cũng có đưa tin về vụ này. Hắn ta bắn một người đang đi bắt cá. Nghĩa là trước đó đã từng gây án, bắn người, sau đó thì giết anh của chị. Vâng, và đây là nguyên nhân khiến cho anh Biên, người đàn ông xấu số phải chết một cách đau đớn, bởi một tên sát nhân máu lạnh, chỉ vì muốn trốn khỏi bản án đang chờ đợi mình, nhưng lại không hề e sợ nghiệp báo. Từ việc cướp đi sinh mạng của một người vô tội khiến người đó phải mãi mãi rời xa gia đình. Chị cảm thấy thế nào khi mà anh chị chỉ là một người vô hại? Phải nói là một người an phận, không liên quan tới ai, nhưng cuối cùng lại gặp phải chuyện như vậy. Chị cảm thấy thế nào?
Tôi cảm thấy người như anh tôi không đáng để chết như vậy. Anh ấy chỉ sống như vậy rồi bệnh hoặc già mà chết thôi. Nhưng cái chết của anh ấy là quá bất thường. Hôm nay chị muốn chương trình giúp gì cho chị? Tôi muốn biết linh hồn anh trai tôi đang ở đâu. Có phải là một linh hồn lang thang hay không? Nếu vậy chúng ta hãy trò chuyện với anh Lưu nhé. Xin mời anh. Trước khi ghi hình nội dung trung tâm giải quyết uẩn khúc tâm linh, nhóm sản xuất chỉ cung cấp ngày tháng năm sinh của khách mời và gia đình, chứ anh Lưu vẫn chưa có cơ hội gặp và trò chuyện với khách mời. Từ con số ngày tháng năm sinh của khách mời là chị Phan Thí Gia và anh Biên, chị Phan Thí Gia đang mang cảm xúc căm hận vì sự ra đi của một người nào đó. Số nhà này cho thấy có sự ra đi của một người thân thiết. Còn anh Biên, tôi nghĩ khả năng cao là anh ấy đã qua đời. Có vẻ như anh ấy đã ra đi một cách đột ngột, có thể là do người quen biết hoặc gần gũi đã hại anh ấy. Điều quan trọng là anh Biên chết mà không một ai biết. Đây là những gì anh Lưu cảm nhận được khi chỉ nhìn vào ngày tháng năm sinh của khách mời. Mong rằng quý vị khán giả hãy là một người xem thông thái. Khi anh Lưu bước vào trường quay, anh ấy có cảm nhận được linh hồn của anh Biên hay không? Hãy cùng nhau theo dõi nhé! Chị Phan Thi Gia là người đang có cảm xúc căm hận. Có vẻ như chị ấy là một người hơi nóng nảy, tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Lòng chị ấy có sự căm hận. Sự căm hận này được thể hiện qua con số tổng là 34. Số 3 nghĩa là tình yêu hoặc gia đình. Số 4 nghĩa là sự chết. Nghĩa là có ai đó trong gia đình hoặc người quen biết đã ra đi. Đó cũng chính là việc khiến chị ấy căm hận. Tiếp theo, anh Biên, sinh ngày 1, người đàn ông này. Không biết là bình thường có việc gì khiến anh ấy phải suy nghĩ nhiều hoặc căng thẳng không, hoặc là anh ấy có một chút vấn đề trong suy nghĩ của mình. Số nhà 13, số 1 của người này rơi vào địa chỉ nhà này, cộng lại thành số 13 nghĩa là hồn ma. Khả năng cao là người này không còn nữa, nên tôi cho rằng nỗi căm hận trong lòng chị ấy liên quan tới cái chết của anh Biên, vì có thể anh ấy đã chết. Điều tôi nhìn thấy là có vẻ như anh ấy bị người quen hoặc người thân giết hại. Anh ấy ra đi một cách đột ngột và không kịp phòng vệ. Quan trọng là dường như không ai biết tới cái chết của anh ấy, nghĩa là không ai nhìn thấy. Đây là tất cả những gì tôi nhìn thấy qua ngày tháng năm sinh. Anh Lưu à, chị ấy tên là Om, anh chị ấy tên Biên. Anh Biên bị gạt và giết hại. Sau khi anh Kiệt kể cho anh Lưu nghe câu chuyện của chị Om, làm thế nào để anh Lưu có thể kết nối với linh hồn của người đàn ông đáng thương này? Hãy cùng nhau theo dõi nhé! Chúng ta tiến hành mời linh hồn nhé! Chắc không cần phải mời nữa đâu. Sáng nay, chị có thắp nhang hay khấn vái gì không? Nhưng mà có một người đang ở đây cùng với chị. Nếu tôi nói gì sai thì chị hãy phản biện nhé, không cần phải theo tôi. Vâng, người này có làn da ngăm, thậm chí là hơi đen. Người này đứng còng lưng như vậy, đúng vậy. Tôi nhìn thấy anh ấy đứng như vậy. Ở đâu vậy, anh Lưu? Phía sau chị Om sao, và nhìn tôi như vậy. Tóc người này hơi trắng, giống như tóc của anh Tổng. Tuyệt đối đừng theo tôi. Vâng, đây là những gì mà tôi nhìn thấy. Nhưng có vẻ như người này rất ít nói, anh ấy là người ít nói. Mình nói về màu da trước nhé, có đúng như anh Lưu miêu tả không? Màu da anh ấy đúng như anh Lưu nói, và lưng anh ấy cũng hơi còng. Anh ấy đứng giống vậy sao? Xin lỗi nhé, lưng anh ấy bị còng sao? Đúng vậy, có vẻ như anh ấy là người kiệm lời, tôi hỏi gì anh ấy cũng không trả lời. Chị Om thử nói chuyện với anh Biên được không? Tôi muốn biết anh ấy có cần gì không? Anh ấy có vướng bận hay căm thù kẻ đã ra tay với anh ấy hay không? Tôi hỏi chị nhé, lúc còn sống anh ấy có đòi hỏi hay yêu cầu gì hay không? Anh ấy không đòi hỏi gì. Đúng vậy, vậy sao chị còn hỏi anh ấy có cần gì hay không? Hiện giờ, tôi muốn biết anh ấy có muốn tôi làm với người đó không? Ý chị là hung thủ, sao? Vâng, hiện giờ, tôi nhìn thấy một điều rất kỳ lạ. Đó là tại sao anh ấy lại khóc? Anh ấy có vẻ là một người không dễ khóc, hoặc là hầu như không ai nhìn thấy anh ấy khóc. Đúng vậy, nhưng anh ấy khóc và cho tôi nhìn thấy hình ảnh một người nào đó. Giống như là đang nằm trên giường. Là bố tôi, là bố của chị sao? Vâng, là bố tôi, cũng là bố của anh ấy.
bố tôi bị bệnh nằm liệt giường. Lúc nãy không ai nhắc tới bố. Thật đó, nổi da gà rồi, chúng tôi không hề biết đã xảy ra chuyện gì. Bố tôi nằm liệt giường cũng khoảng 7, 8 năm rồi. Bố chị bị bệnh gì? Bố tôi bị tắc nghẽn mạch máu. Làm thế nào mà anh Lưu biết? Anh ấy là người rất ít nói. Khi chị ông hỏi là muốn chị làm gì, đúng không? Thì anh ấy đã tỏ thái độ là anh ấy không đồng ý, cứ như anh ấy không cần gì cả, giống như lúc anh ấy còn sống. Nhưng điều tôi nhìn thấy là anh ấy khóc. Sau đó thì anh ấy cho tôi thấy hình ảnh một người nào đó đang nằm, người này lớn tuổi hơn anh ấy. Chúng ta chưa từng nhắc tới bố của chị ấy, thật sự rất ngạc nhiên, vì lúc phỏng vấn không hề nói về người bố. Bố tôi nằm liệt giường. Lúc chúng tôi không tìm được anh Biên, thì bố cũng hỏi tôi rằng có tìm được anh Biên chưa? Tôi trả lời là đã tìm được rồi, nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa nói với bố rằng anh Biên đã chết. Tôi không dám nói, vì tôi sợ bố bị sốc. Điều kỳ lạ là tối qua bố tôi không chịu ngủ. Bố tôi cứ nằm và nói hết chuyện này tới chuyện kia. Giống như là người nói mớ phải không? Vâng, trước đây chưa từng như vậy, tối qua tôi cũng không ngủ, vì tôi không biết là bố bị làm sao. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao hôm nay bố lại không chịu ngủ. Vì bố của chị ở cạnh người đó. Vậy hiện giờ linh hồn của anh Biên đang ở đâu? Có khi nào linh hồn anh ấy vẫn loanh quanh ở hiện trường không? Là như vậy, chị Om làm nhân chứng cho tôi nhé. Nếu tôi nói gì không đúng thì cứ mắng tôi. Giống như là anh ấy không hề nhận biết về sự việc ở đó. Điều anh ấy nghĩ tới đó là phải quay về để làm việc mà anh ấy muốn làm. Ý anh Lưu là hiện giờ anh Biên không quan tâm tới chuyện của mình. Đúng, linh hồn anh ấy không cần gì, không yêu cầu gì cả. Nhưng mà anh Lưu cảm nhận được rằng anh ấy nghĩ tới bố và anh chị em của mình. Đúng, giống như là ký ức của anh ấy khựng lại ở những việc của chính mình và những việc liên quan tới người thân của anh ấy, bố và các cháu, những người gắn bó với anh ấy, lúc anh ấy qua đời. Ký ức của anh ấy là phải qua về chỗ cũ. Phải về nhà, đúng. Kiểu như anh ấy là người không thể đi đâu xa. Có việc gì cũng quay về nhà. Lúc nào anh ấy cũng về nhà, ngoài ra không đi đâu hết. Làm thế nào để linh hồn của anh Biên được siêu thoát vậy, anh Lưu? Chắc phải để người thân thiết và ở cạnh anh ấy nói cho anh ấy biết, bởi vì anh ấy ra đi một cách đột ngột. Vì vậy, tại thời khắc anh ấy ra đi, anh ấy nghĩ rằng chỉ đi một lát rồi sẽ về nhà. Nghĩa là linh hồn của anh ấy chỉ nghĩ về việc đó. Đó là không đi đâu xa nhà cả. Chỉ vậy thôi. Ok, chị Om có gì muốn nói với anh Biên không? Chị Om hãy quay về phía bên phải của mình đi. Chị Om cứ nói chuyện với anh ấy. Anh ấy đang ở đây. Được rồi. Anh Biên, không cần lo lắng cho bố đâu. Anh cứ ra đi thật thanh thản. Và đầu thai vào một nơi thật tốt. Dù sao thì vụ án đã được xử lý đâu vào đó rồi đúng không chị Om? Đúng vậy. Tôi tin rằng hiện giờ chị cũng đã và đang chăm sóc thật tốt cho bố của chị rồi. Điều mà anh Lưu cảm nhận được đó chỉ là sự lo lắng của anh ấy dành cho bố mà thôi. Ngoài ra chị hãy thử làm như anh Lưu nói nhé. Vâng, cảm ơn chị Om và anh Lưu rất nhiều. Cảm ơn chương trình. Cùng theo dõi phần tiếp theo của chương trình nhé. Nhẫn tài lộc được thiết kế bởi Lưu Trịt Sảm Phật. Nhẫn được tạo thành bởi bốn linh vật gồm rồng xanh phía đông, biểu tượng của hòa bình và giàu có. Hổ trắng phía tây, biểu tượng của sự bảo vệ và xua đuổi ma quỷ. Thiên nga đỏ phía nam là biểu tượng của trí tuệ, thịnh vượng và lòng trung thành. Rùa đen phía bắc, biểu tượng của niềm tin, sự trường thọ và hạnh phúc. Và kèm theo đó là bốn chữ mang ý nghĩa tốt lành bao gồm Di, nghĩa là hạnh phúc. Học, có nghĩa là tương lai tốt lành may mắn. Lốp, nghĩa là sự giàu có của gia đình, cấp bậc, danh hiệu. Siêu, có nghĩa là tuổi thọ, sức khỏe dồi dào. Và biểu tượng cuối cùng là lá bùa bát quái, giúp cân bằng cơ thể, nhìn thấy điều tốt, hóa giải điều xấu thành tốt.
cách đeo nhẫn đúng cách để mang đến phong thủy cho bạn. Phía bên trong có biểu tượng bát quái, hãy xoay biểu tượng này xuống bên dưới ngón tay, sau đó chỉnh biểu tượng thú về hướng của bản thân. Tiếp theo dùng ngón tay cái của bản tay còn lại đặt lên nhẫn, sau đó cầu nguyện ước muốn của bản thân muốn đạt được. Nếu bạn đang kinh doanh buôn bán thì hãy xin rằng, tôi tên là... Và tôi là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Tôi làm công việc buôn bán kinh doanh, cầu mong cho công việc của tôi thuận lợi, may mắn, tiền vào như nước. Nhẫn phong thủy tài lộc hàng thật sẽ có khắc tên của lưu trì sẵn Phật, được khắc phía bên trong của nhẫn và được tặng kèm tấm thẻ tài lộc. Quý vị đã đặt hàng nhẫn tài lộc rồi, thì xin chúc mừng quý vị đã chung tay góp phần xây lên nơi ở cho các vị tăng ni. Xin chúc cho quý vị nào đã nhận được nhẫn tài lộc, luôn luôn mạnh khỏe, giàu có. Và xin cảm ơn sự chung tay của quý vị để chúng tôi có thể xây lên được nơi ở cho các vị tăng ni. Liên hệ Zalo 0988 278 544 hoặc liên hệ tại Facebook Truyền hình Thực tế Tâm Linh Thái Lan.